Hoa sứ Ly Gia chào cả nhà. Hôm nay bên vườn em tiếp tục làm clip giới thiệu cho mình tham khảo một số cái sứ Thái ghép ha. Em giới thiệu video này là toàn những cây gốc to và cây thanh lý ha. Hoành gốc của nó là cỡ 60 mấy trở lên không á. Mấy cây hàng VIP gốc to. Cây do chậu nó hết chất trồng nè, hoặc cây bị lỗi. Cây hết chất trồng là sao? Là nó hết chất dinh dưỡng. Rồi em sẽ vũ lên, mình nhỏ mình vũ ra, mình về mình thay là chất trồng khác ha. Rồi, hoặc là cây nó đang thay lá nè, em đưa ra thanh lý cho mình hết ha. Cây lỗi, cây nắng này kia, cây nào có lỗi thì em sẽ báo lỗi, không lỗi thì em sẽ không nói. Rồi, đây là hàng thanh lý, giá cây em bán này là giá như giá cây nguyên liệu luôn á ha, còn rẻ hơn cây nguyên liệu em thu vô nhập vô nữa đó. Mà em thanh lý cho mình, em không bao ship nha cả nhà mình. Hàng này là bán lỗ, không lời lớn gì hết, em không bao ship nha. Rồi, mình đến với cây số 1. Số 1, một cây cái gốc hình hơi quái quái nè. Ai thích cái dạng dáng quái thì chọn cây này. Hoành gốc 66, mình xem cái tàn đó giùm em. Tựa dài cây đang thay lá. Cái này khách nào thích về chiếc riêng được tầm mười mấy nhánh. Cây ghép 8 bo, giá 200 ngàn. Hoành gốc 66, một giống hoa sĩ thư, ba lớp trắng viền hồng hoa thơm. Số 2, một gốc dạng củ cơ bắp, ghép giống phương lam 23, hoa ba lớp màu vàng. Đây có hoa nở thực tế luôn nè. Mới nở ra thì màu vàng, nở vài ngày nó sẽ chuyển màu sang hồng thế này. Một giống hoa chuyển màu rất là mạnh, mình thấy từ màu vàng mà chuyển qua như vậy luôn ạ. Rồi, cây này á, không lỗi gì hết ha, cây do hết chất trồng. Cây tựa dài hết chất trồng, về mình vũ ra mình trồng lại thôi. Ghép 6 bo, giá 200 ngàn, em thanh lý mình giá 200 ngàn, cây này hoành gốc 79 luôn cả nhà. Số 3, một cây gốc to nữa nè, cây gốc to, tàn cây xanh tốt bình thường ha. Cây này thích thì về chiếc viên được, hai mươi mấy nhánh luôn á. Một giống hoa màu đỏ, tên là Anthracene. Anthracene 4 lớp đỏ viền như hình đây. Tàn bung 1 mét ha, tựa dài. Hoành gốc là 79. Bị cái sẹo cũ ở đây, sẹo lành. Cái này là em phủi tro ra cho mình thấy cái sẹo này ha. Chứ nếu em cố tình em lắp tro là em giấu là khách mình không hay biết gì ha. Cái này là em phủi ra cho em biết, báo cây mình là có lỗi như vậy. Cây 13 bo, giá 200 ngàn luôn. Tiếp số 4. Số 4 một cây thanh lý. Cây này cây dạng nhỏ, này là hoành nó là cỡ 62 thôi. Ghép giống trúc vàng, hoa ba lớp. Đây, màu vàng, hoa mới bung ra. Trúc vàng tựa dài 50 ngàn, ghép 11 bo. Nó bị lỗi là cháy nắng như vậy nha cả nhà mình. Cháy nắng một mặt này thôi ha, sẹo lành, sẹo cháy nắng. 50 ngàn 11 bo, cây này 50 ngàn mình về mình chiếc riêng thôi. Cũng đã lời rồi. Em tiếp số 5. Số 5 là cây này là bị cháy nắng mà đây lém nắng nhẹ nè. Lém nắng nhẹ chỗ này ha. Hoành gốc 70. Ghép hai màu, kim phát ba lớp. Kim phát là màu vàng lớp bìa có lem đỏ nè. Với lại cái nụ đỏ bên đây là của Vân Ngọc. 5 lớp màu đỏ, hai màu ha, chiếm ưu thế nhiều là kim phát. Cây ghép 8 bo. 250 ngàn. Tiếp số 6. Số 6 một cây này là không lỗi gì hết. Tàn bung rộng ra chín tấc. Cây đang hoa như hình luôn. Giống ti ti. Đây, ti ti một giống hoa ba lớp màu tím. Ti ti tựa dài tàn tròn. Chín bo, 250 ngàn. Cây này không lỗi, cũ đẹp nha cả nhà mình. Chỉ là cây nó mới thay lá nè, nhánh dài nè. Hoành gốc là 63. Ti ti. Tiếp số 7. Số 7 một cây cũng là thay lá tựa dài chứ không lỗi gì luôn. Giống hương xuân, màu vàng ba lớp. Đây, hương xuân đang nụ nè. 6 bo 100 ngàn. Em nhắc lại video này là toàn bộ là cây thanh lý. Bị lỗi cháy nắng hoặc là cây hết chất trồng. Sẹo cũ,
Em bán giá này là giá thanh lý hen, không bao ship nha cả nhà mình. Người mua trả tiền ship. Rồi em đến cây số 8 nè. Đem cây này xuống cho nó chống bớt dễ thấy gốc. Số 8 một cây này gốc rất là đẹp. Mà tội cho em nó cái là bị lém nắng nhẹ đây. Cây nắng nhẹ đây đã lành rồi ha. Rồi cái củ này nè, củ tròn mà nó dạng nó xoắn này, nhìn củ này nhìn vô bắt mắt lắm luôn á. Hoành gốc là 68 nè. Củ đẹp ghép 10 bo 250.000. Mã số 8. Số 8. Một giống hoa màu vàng. Tên là Minh Hoàng. Minh Hoàng là hoa hai lớp màu vàng đậm, đi cái sọc trắng giữa cánh hoa là mình nhìn thấy cái sọc nè ha. Minh Hoàng nó nở vài ngày thì nó phớt phớt hồng thế này ạ. Hai lớp màu vàng đây mình thấy nó mới nở ra nè. Minh Hoàng tàn bung rộng 1 mét tựa dài. Cây này khách nào thích thì về mình chiết riêng ra quá xá là nhiều luôn nè. Mình thấy cái bo ghép em nuôi lên tựa dài. Cái dạ bộ rễ cây mình nó khỏe nè. Cái nhánh lên nó bự hơn. Cái bo ghép lên cái nhánh nó bự hơn ngón tay cái em nữa đó. Mình thấy cầm cái bo dạ dạ nó cứng ngắt luôn ha. Cái mặt ghép là nó muốn liền hẳn luôn. Cây tựa dài tàn đẹp. Cũ là bị cháy nắng nhẹ đó thôi. Mùa khô này bên em thiệt hại cái vụ cháy nắng này khá là nhiều luôn. Rồi mã số 8, 10 bo 250.000. Cây này của chiều cao của nó là hơn 1 mét. Tiếp số 9. Số 9 một cây cháy nắng nữa nè. Mà cây này có cái đế, bộ đế dạng rễ nôm nè. Nhìn rất là đẹp luôn nè cả nhà mình. Thấy này, dạng rễ nôm nè ha. Cây này là không cắt, sắp rễ. Rồi để em chỉ cho mình xem nó cháy nắng nhẹ đây. Cái sẹo cháy nắng nó đã lành rồi ha. Cái này về mình để chăm sóc thêm cỡ khoảng vài tháng nữa thì cái da nó đây lên liền hẳn lại ha. Hoành gốc 67. Dạng rễ nôm. Ghép một giống hoa màu vàng. Tên là rạng đông. Ba lớp màu vàng đậm xây hoa to. 200.000. Rễ nôm. Tiếp số 10. Số 10 là cây ghép 3 giống luôn. Đây mình thấy là hồng viền trắng á, là ngọc cô nương nè. Ba lớp hồng viền trắng. Rồi một giống hoa màu hồng đậm đây tên là hồng ngọc, ba lớp màu hồng. Và phú thành. Cây này bốn giống luôn. Phú thành ba lớp màu đỏ tươi, kim lân. Ba lớp trắng và đỏ. Một cây bốn giống, cây ghép 5 bo mà bốn giống luôn ha. Cây nào cũng mấy giống này đang có nụ, chỉ có kim lân với phú thành là không có thôi. Cây tựa rất là dài luôn nè. Mình xem cái bo nó nè. Rồi. Hoành gốc 69. Cái lõi này nó có cái sẹo cắt nhánh bên đây nè, một cái dấu cắt nhánh bên đây ha. Em chét keo lại, sẹo lành nha cả nhà mình. Cái dấu cắt nhánh thôi chứ không phải sẹo gì hết ha. Rồi cây này 5 bo. 250.000. Tiếp 11. 11 một cây không lõi, cây đang thay lá thôi. Cây này thì tàn bung ra 1 mét ha, tựa dài. Củ thì dạng củ cơ bắp nè mình thấy. Này củ cơ bắp nó chia từng khối đều luôn. Ghép hai giống long thành, ba lớp màu đỏ, đây là long thành và tuyết nhiệt đới nè, cây đang hoa luôn. Tuyết nhiệt đới 5 cánh, màu vàng họng đỏ. Nở vài ngày nó sẽ chuyển màu qua thành màu trắng ha. Cây 11, ghép 9 bo, giá 300.000, thanh lý, hoành gốc 70. Cây này mua về mình vũ chất trồng ra mình. Cái này là em giao hàng em vũ chất trồng. Về mình trồng lại ha. Vũ sạch đất cho cả nhà mình. Về mình để thêm cỡ một tuần nữa là mình trồng lại. Tiếp 12. 12 một cây không lỗi gì hết, cây tựa dài. Cái cây này là cũng khách đặt ghép hàng, giờ em xả ra em bán luôn nè. Sao em chán mấy cái khách đặt ghép ghê luôn á, đặt ghép cho đã rồi không lấy không à. Cây này cũng khách bỏ cọc có 50.000 bạc, 50 lớn quá trời lớn á, đặt cọc rồi thôi bỏ chạy, không lấy, đặt người ta ghép. Đây ghép hai giống hoa cả nhà. Ghép phân hai tầng hai giống. Cái củ này rất là đẹp. Củ này là khách vô tận vườn để họ lựa củ nè. Hoành gốc là 76. Đây ghép phân 2 tầng. Cái tầng thấp là giống hoa màu trắng. Mỹ diệu.
Mỹ diệu màu trắng mới nở ra trắng tinh. Nở vài ngày thì nở cỡ tầm 4 ngày thì cánh nó phớt hồng ha. Và cái tầng cao ở trên á, Nguyệt Tâm 7, một giống hoa chuyển màu. Nó mới nở ra 4 lớp nền vàng cam viền hồng. Nó nở được tầm 4-5 ngày nó chuyển sang hồng mạnh như thế này luôn nè. Giống này chuyển màu rất là mạnh. Mình thấy màu vàng cam viền hồng mà nó chuyển qua là thành màu hồng luôn nè. Mã 12 ghép 6 bo, hai màu hồng và trắng, hành gốc 76. Cây này em bán cho mình là giá 400.000. 400.000 cây không lỗi gì hết nha cả nhà. Cây này em nhận ghép cho khách mà khách hủy đơn nè, khách bùm hàng chạy túa nè, nên em bán xả ra 400.000 cho mình. Tiếp 13. 13 là một cây đang hoa, hoa rất là thơm, hoa chuyển màu. Đây, hoa nó chuyển màu, cái này là hoa mới vừa bung nhẹ ra nè. 4 lớp, tên là Bảo Trân Chính. Một giống hoa rất là thơm, nó nở bao nhiêu đây, em đứng kế bên nghe thơm, thích lắm luôn. Đây mình thấy màu hoa của nó này ha. Còn nó búp búp, nó mới vừa bung nhẹ ra màu thế này. Bảo Trân Chính, cây tàn bung rộng ra chính tắc, bo khỏe tựa dài ha. Cây này hành gốc là 75. Để coi có lỗi gì không. Không, cây này là không lỗi ha. Cây không lỗi gì hết. Mã 13 Bảo Trân Chính, 8 bo, 300.000. Tiếp 14. 14 cây không lỗi nữa nè. Không lỗi cây ghép 4 bo tựa dài. Cái này về mình chiết riêng mấy này ra thì nó cái phần thân dưới nó sẽ bung tựa trở lên lại. Ghép Fancy 3 ha. Fancy 3 một giống hoa rộ, hoa chùm, hoa cũng chuyển màu nữa. Đây Fancy 3, 3 lớp hồng sọc. Mình thấy cái mắt ghép của nó nè. Ghép cây này dạng thân ngắn. Mấy cây này thì em thanh lý giùm ông chú. Hôm nay em nói vườn em có bán giùm mấy ông chú mà giờ dạng không chơi nữa đó. Gửi em thanh lý giùm. Cây này rất là già, cây này mấy ông nói là cả mười mấy năm hết rồi đó. Củ nó già, mấy củ già thì mình thấy chơi sẽ an toàn hơn ha. Fancy 3, không lỗi tựa dài, 4 bo, 220.000. Em nhắc lại video này em bán cây là toàn bộ, không bao ship ha cả nhà mình. Cây thanh lý thì em khuyên khách là mình mua nên cây mình nhổ vũ sạch đất đi rồi về mình trồng lại ha. Em không bao ship. Tiếp mã 15. Mã 15 tới một cây cũ già nữa. Cây này nè cũng người ta gửi bán giùm nè. Cây không lỗi luôn ha. Hành gốc 61. Ghép giống tím Bubble Bill. Mình coi cái mắt ghép nó lên cái nhánh nó là quá xá là dài luôn. Cây này không một nhánh hay không là chia ra ba nhánh rồi. Mắt ghép nó lên nhánh này nó bằng cái cổ tay em bé mới sinh ra luôn á. Nhánh rất là to. Rồi cây này ghép 3 bo. Tím Bubble Bill, coi có hoa nở không. Đây Bubble Bill, có hoa luôn. Tựa dài, mấy cây này thì về mình chiết riêng ha. Ghép 3 bo 250.000. Đây cái cây nó cao. Rồi mình xem từ dưới lên trên giùm em ha. Mình về chiết riêng cây này ra được khá là nhiều. Rồi mã 15 250.000, không lỗi nha. Tiếp mã 16. 16 là một gốc xứ riêng tên là Kỳ Duyên, hoa 3 lớp màu hồng. Kỳ Duyên tàn bung rộng ra hơn 1 mét. Mình thấy cái tàn cây mình nhìn là xuất sắc luôn á, tàn rất là đẹp nè. Tại cái này em để sắp lên clip đây là cái nó chặt cây này nó chen qua cây kia chứ để tự nhiên dưới đất để thưa ra bung rộng lắm. Cái vườn em mới về hàng quá trời nó chặt. Rồi cây này là bị lỗi cái sẹo cắt đây nè ha, nó tua rễ lành. Rồi hoành gốc là 55, gốc xứ riêng. Cái gốc này cái đế rất là đẹp. Cái phần phía sau nữa nè. Rồi gốc riêng này để em thanh lý cho mình giá 220.000, hoành gốc là 55, tàn bung rộng hơn mét ha. Em nhắc lại đây là gốc riêng nha, hoa 3 lớp màu hồng. Tiếp mã 17. 17 một cây thanh lý nữa, cây thanh lý này cái gốc to luôn. Gốc này là 88.
cây này thì có cái lõi, mình thấy cái sẹo đây nè mà đã lành rồi ha. Cái sẹo này đã lâu, rất là lâu rồi. Nó bít lại luôn rồi. Tua rễ xuống. Rồi ghép một giống hoa ba lớp trắng viền tím đây, hoa như hình luôn. Cây mình toàn bộ đang hoa thực tế luôn nè. Tên là cẩm chướng, ba lớp nền trắng viền tím, cánh giống một mặt ha, rất là xinh. Cây này thì tàn bung rộng cũng 1 mét ha, tựa dài. Củ già lắm luôn. Rồi, mã 17, 7 bo cẩm chướng 300 ngàn. Hoành gốc 88. Tiếp 18, 18 một củ không lõi, tựa dài. Củ này là nó dạng củ cơ bắp. Nó củ này nói chung là mình giống như là cái bí đỏ ha. Nó phân từng múi đây nè, giống mấy cái bí đỏ tròn to to mà nó có múi ra đó. Rồi một giống hoa ba lớp màu hồng, hoa như hình luôn nè. Kiều diễm ba lớp màu hồng đậm viền trắng nổi rực rỡ luôn. Cây tựa dài ghép 4 bo 150 ngàn. Tiếp mã 19, 19 một cây dạng dáng nằm. Cây dáng nằm ghép giống là thành công 1. Thành công 1 5 cánh. Nền trắng họng tím sọc đỏ, hoa thơm nhẹ. Thành công 1. Đây mình xem cái củ nó. Cái củ này dạng củ quái mà không biết đo làm sao luôn. Đây ngang qua đây là nó có hành củ này, em đo có phần nè. Em đặt thử găng tay mình, củ này chắc cỡ cũng to to. Đang nằm trong chậu C12 đó cả nhà. Cây này đang nuôi trong chậu C12 ha. Cây này về mình sang ra mình nuôi được trong chậu 5 tấc á. Em củ quái vũ ra về trồng lại. Thành công 1, hoa rất là rộ luôn. Hoa 5 cánh, nền trắng, họng tím, sọc đỏ, hoa thơm ha, dạng lá kim. Mã 19, 9 bo, 250 ngàn, cây không lỗi gì hết, thành công 1, dáng nằm. Tiếp 20. 20. Trời ơi, dáng bánh kèo này dớt luôn. 20 là tỏa dương. Tỏa dương màu vàng, để coi có hoa thực tế không. Đây. Tỏa dương ba lớp nền vàng có sọc, lớp bìa nó là có hơi lem ha. Tỏa dương một giống hoa thơm đậm mùi luôn. Cây bo khỏe tựa dài. Đây mình thấy cái bo đó là một bo ghép nó ra 4 nhánh luôn nè. Tựa dài, cây này chiều cao của nó là hơn 1 mét ha. Hoành gốc là 66. Bị cái lỗi là cháy nắng đây. Sẹo lành. Cháy nắng lành rồi ha. Mã 20, 5 bo tỏa dương. Rồi cây này là 200 ngàn luôn. Tiếp 21. 21 một cây không lõi, hoành gốc là 70. Tên là Enchasin. Đây Enchasin 4 lớp đỏ viền. Enchasin 6 bo 150 ngàn. Ủa cây này sao không có lõi, vừa bán kỳ vậy ta. Rồi đánh giá lộn rồi đó. Đánh giá lộn hồi lỡ nói lên rồi. 150 ngàn luôn ha. Kêu giá lộn rồi. Em lỡ rồi bán luôn. Mã 21 6 bo không lỗi Enchasin 150 ngàn, hoành gốc 70. Lỡ lỗ nó cho lỗ luôn. Lỗ dữ nữa. Tiếp 22. 22 một cây ghép hai màu như hình thực tế luôn nè. Quang phát ba lớp màu đỏ, quang phát mới nở thì đỏ viền tím, nở căng ra còn màu đỏ đậm thôi ha. Hoàng phi hồng. Hoàng phi hồng ba lớp màu vàng. Đây hoàng phi hồng mới nở ra màu vàng sậm thế này ha. Nó nở được tầm vài ngày nó sẽ chuyển dần sang hồng. Ai thích vàng đậm thì chọn cái giống này ha. Rồi một cây ghép hai màu, quang phát và hoàng phi hồng. Cây mình ghép tổng 5 bo mà có 1 bo màu đỏ thôi. Còn 4 bo lại là màu vàng. Đây mình xem củ nó. Rồi cây này là 150 ngàn. Tiếp 23. 23 là cây ghép 2 giống. Mình thấy cái màu tím nền lem này nè. Là mộng cầm. Cái giống mộng cầm này mỗi đợt hoa nó ra là mỗi cái dạng lem khác nhau. 3 lớp tím màu lem. Tím nó có khi là lem vàng, có khi lem đỏ, có khi trắng ha. Rồi, với lại cái giống này là gì đây? À, hồng ngọc.
Hồng ngọc cẩm thạch, hồng ngọc cẩm thạch, ba lớp màu hồng, lá cẩm thạch đây. Lá nó dạng lá cẩm thạch như thế này ha, xanh viền trắng. Hoa thì ba lớp màu hồng. Rồi cây này cũng tựa khá là dài luôn. Ghép hai giống, ghép phân hai tầng, tầng thấp là mộng cầm, tầng cao là hồng ngọc cẩm thạch. Cây không lỗi, 5 bo 300 ngàn. Cây này em thanh lý do là hết chất trồng, vũ lên trồng lại nha cả nhà mình. Cây không lỗi ha. Củ dạng củ cơ bắp nè, hành gốc 75, 300 ngàn. Tiếp 24, 24 một giống hoa chuyển màu nè. Tên là Phương Lam 23, mới nở ra thì màu vàng tươi như thế này. Nở vài ngày sẽ màu vàng, nó chuyển dần sang hồng. Cây này ghép 7 bo, hành gốc 65, 150 ngàn. Cây này thì 150 ngàn. Cái lỗi nó là cái bo ghép của mình nó bị lém nắng nhẹ nè ha. Có mấy nhánh nó lém nắng nhẹ. Rồi mã 24, 7 bo 150 ngàn. Phương Lam 23. Rồi hôm nay vườn em giới thiệu cho mình tham khảo một số cây to hàng thanh lý này ha. Em nhắc lại, cây hàng thanh lý em không bao ship cho mình ha. Người mua trả tiền ship ạ. Rồi em xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm và ủng hộ ạ.